VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Con cha vị ô long đào mới ngon đào mọng. Anh Lâm ơi, anh sẽ tầm mét mét tám đấy. Anh cao hơn, anh cao hơn mình từ tầm xăng cm đó. Mình mang cùng thêm xăng nữa là vừa. Em baby ơi sao mà xinh nhưng mình tin là mình rung ra rung rinh trong đầu anh em xoay quanh ba tương tư anh vẽ ra như tràng lũ và tinh kinh giờ em ở đâu sao lâu nay bao nhiêu là show đâu thấy đâu anh tự ai đã. Thank you.
Kadu. Xinh hơn. Bắt đầu. Siêu thích, siêu yêu. Có con Cry Baby này, siêu hot này. Thank you. From Pin và Phương của anh Đăng. Ok, cảm ơn. Cảm ơn ekip đã mang cho em. Thank you. Ok. Rồi. Thank you anh. Ghê dạ. Bé, Trâm, cái gì có một
thoáng phát ra đằng sau. Khi em ơi, sao em có thể không biết em lung linh được như nào? Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Thế là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao rồi mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao. Nếu anh ngay bên cạnh, chắc chắn là hạng A A A, phải là hạng A A A, xứng đáng là hạng A A A, phải là hạng A. Vậy mà bấy lâu nay ở đâu? Giờ mới thấy nhau. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao. Nếu anh ngay bên cạnh. Love. Anh chưa sợ không hay linh tinh, tỷ lệ 9 ở trên 10 anh gặp lung la lung linh. Còn mình em baby ơi sao mà xin nâng minh tinh, làm anh rung ra rung rinh. Trong đầu anh em xoay quanh ba tương tư, anh vẽ ra như tràng lũ và tinh kinh. Giờ em ở đâu, sao lâu nay bao nhiêu là show đâu thấy đâu, anh tự ai đã. Lâu nay bao nhiêu là show đâu thấy đâu, anh tự idol. Nhưng từ khi gặp em sao anh giống fan vậy? Chuẩn bị giấy tờ, baby let me sign. Biết là cuộc ngày em sẽ kêu tên ai. Ai khen em bé như hoa hậu chưa? Đang yêu ai không để mà biết anh còn cưa, yeah. I don't falling in love with the famous. Anh làm show kim cương thô thành VVS. Mọi người ở xung quanh anh đều thành sao. So if you like anh có thể làm em ý hết. Là em đi đến đây gặp anh. Oh oh oh. Em có trong web xe của anh. Oh oh oh. Anh không biết hết phim của anh xung quanh toàn xinh đẹp. Nhưng mà lần đầu tiên khiến anh lung lay. Mối tình đầu quá chán đây cũng từng. Từng là từng ôm gối bên nhau, giờ đây tặng nhau vết thương sâu. Nỗi ở này quá là gì để được dừng vết tim ai. Phải thôi kết thúc cho nhau. Một hai bữa nhìn về phía chưa. Gậy tình đẹp ý như là mơ mà đâu vạn lần nhưng anh vẫn muốn là nạn nhân. Không ai có thể níu chân vì em anh thằng ngâm ngơ mà baby. Yêu như đến lúc lại không cần ghen không cần biết. Và cho em tâm thế đúng là mới tình đầu tiên. Yêu không phanh cùng em đi chung bước. Nhưng mà sao cứ nhắc lại là xót ở trong bên. Đầu mong manh như lá liệt cành. Như trăng giữa mặt hồ sống đánh xô nghiêng chẳng thể bền nguyên. Cả đứt đôi tình duyên dưới ánh trăng tàn. Chẳng còn những tiếng thở tàn nhà. Bao đôi mắt sâu này em có tin rằng chúng ta hợp nhau. Một quần của em luôn đấy.
Rocket 2024 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Our Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.